Alo, bọn Bác đây. Ok, con bọn xong ta spectrum thích. Ok. Xong ba quy đợi có rồi bọn bóng score một góc. Ok. Giá ở bằng microphone ấy. Ba mình ba cái video clip ba sustainable là con ở đây bạn. Ok, chị Miệp Su, sức đây vòng tầng ngọt kia. Tại sao đang ở phía bóng chân sông vẹn mà hả bóng? Mang cái score một cái. Phía chân bóng quạt score lấy. Ok, xong anh nhạc cổ rục chân Miệp Su, phía yêu kể tự thật ơ, để bàn chuyên cho ruộng và bình nè bỏ kháng sọc lại nộp về phật ní. Hay thay này đá cứ dương nâng lược lang tệ tôn cho mỗi nâng topic. Building a reliable BCDR strategy with Microsoft Azure Backup and Azure Site Recovery. Trong đại xa dương khơi thì potential market rồi bỏ dương đại quạt miền bảnh hà chụp bật tia tờ ca backup data rồi có ca chờ rồi do site recovery xem là replica data bỏ quạt. Chẳng hỏi bạn dương lực thập thịt này là gặp bật tới dương của thuộc miền webinar này vì muốn màu đài. Tại đại xa lời nâng dương khơi nhờ nhiều quạt increase tới là requirement nâng trả ơn dân dân trong bệnh vào chạy chun bọn tặng ọc này ở bọn bạn đồng mà đồng tiết hồi ngày này đây dân miền speaker chùm nguồn pin nhé bọn cứ khang lục phan vani xa rá có quạt thì và thiên phần ạc xa và chạm nơi sọc lành sọc máy hay nâng dân miền bọn xa rá vốt có quạt khang solution lead solution fail lead và chạm nơi sọc lành sọc máy này hay xong chạm tích bong nâng ai bong hay trong chủ nghĩa phép bong đa tại tôn cho mỗi nâng feedback nơi end of session bong dương miền gave xong mẹp five people that got register ở xong tôi đã got provide feedback nâng cứ dương miền gave hay bà xin dự bong miền xong nua tại tôn tư nâng topic bong ai rest nâng nông chat bán dương phụ dương nâng slide bong về đại chọc session. Ok, chân Okun bong chờ nhóm ở trên này bây giờ thế, chân nhóm ai xong invite lục phan mà đi xa ra, quạt nâng brief tích tờ lưu softline profile, và tọa báo dân ai chùn tờ bong xa ra bốt, quạt nâng thua bọn bằng hai tờ lưu topic dân cơ nông ngành đi. Ok, Okun, Okun bong chờ anh bong. Bà, con sẽ lẽ xong tại tích cho lưu sẽ lẽ nhung cho bà thế. Lưu cho bà. Bà, tích cho bà. Cho tầm phố skin với nhà, cái skin nhung tầm mối, cái con skin bí. Bà muối rồi. Ok. Bà, ở quân trang sẽ là sản phẩm quick introduction. Hay ngày này ở quân bóng phụ nữ ngọt nha để bàn từ này về cho room webinar bỏ dương bật này. Hay dương cổ không thay bật này dương nâng miền bắt đầu chung là topic interesting từ căn bóng phụ nữ ngọt nha để ra bởi bọt này ca vì bọt vì xài phần này và chạy chỉ bọt dương cư miền ca vì bọt tầm mục chương lươn hay nâng chạp hà mình tên và xa sọc mai bọt dương dương kịch nhưng đang hái thà đi sọc bọt dương có sổ bố nhạc bà cài nâng nông tệ phòng chỉ bọt dương hay mà dạng trong crowd này cứ xa miền ca vì bọt nơi xa nhưng miền trang ca vì bọt tầm lưu vì sai education hay nâng vì sọ bỏ dương chẳng khởi tha vì chạy chia nâng vật tế khả mai dương bản ta chưa lươn sang tha chờ compare tới cho mùi vật tế chất khang đồ chìa vật tế vân đa vật tế chưa lươn mà chân nguồn tiền thai đại xa dân tục nâng ca pra nâng ca bì bọt utilize cho lưu chạy vị trí nâng nơi sọc mai bọn dương thì dự bản tiên dụ hoa bởi dõi một trang khả nông lòng về COVID này bên khởi hai dự mình cả bị bọt trang mình tên hai đời lại chỉ môi này môi tiên nơi xa nơi sọc mai bọn dương bị cho nón môn cư dương phân bài trang tự lờ cả bà hai thà infrastructure đồ chì business process xem xem những cái dân toàn
fully automate ឬក៏ digitalize គឺយើងនៅមាន mixture មាន hybrid ទៅវិញ on premise ហើយនឹង cloud cloud របស់យើងគឺយើងបានទៅបដាបដាដោយសារការ policy ក៏ដូចជា regulation របស់យើងហ្នឹងគឺខាងក្រសួងក៏ដូចជាខាងនិយាយគឺស្ថាប័នរដ្ឋពាក់ព័ន្ធឯមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺក៏កំពុងសិក្សាទៅលើច្បាប់ទៅលើការអនុញ្ញាតការប្រើប្រាស់ cloud data center cloud service ផ្សេងហើយជា next step គឺថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងឈានទៅរកការប្រើប្រាស់ digital ហើយនឹង cloud service ហ្នឹងច្រើនជាងមុនបាទហើយជាក់ស្ដែងដោយសារបរិបទ COVID ដែលយើងជួបប្រទះកាលពី2ឆ្នាំមុននេះគឺយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការ communication ប្រព័ន្ធតាក់ទងហ្នឹង online ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើនិយាយពីផ្នែក productivity វិញគឺថាសឹងថា 80% យើង move ទៅប្រើ cloud service ណាហើយត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងមាន topic ក៏គួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺការវិវត្តឬក៏ដូចជាការទាញយកប្រយោជន៍ពីការ moving infrastructure ទៅលើ cloud service មួយប្រភេទទៀតយើងហៅថា infrastructure as a service ពីមុនគឺ infrastructure របស់យើងគឺយើង on premise គឺយើងត្រូវទិញ server យើងត្រូវទិញproduct implementation គឺយើងត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីតឡើងបានដើម្បីទ្រាំតែ operate បានគឺចំណាយពេលប្រហែលជា3-4 ខែទ្រាំមក order hardware server អីមកតឡើងបានអញ្ចឹងណាតែត្រឡប់មកវិញដោយសារតែជា cloud infrastructure as a service នេះគឺស្ថាប័នមួយចំនួនគឺគាត់ត្រូវការ operate លឿនមានន័យថាគាត់ត្រូវការចំណាយពេលយូររង់ចាំ hardware ទេអញ្ចឹងជា solution ពី Microsoft យើងមាន Microsoft Azure សម្រាប់ឲ្យអតិថិជនមកយើងធ្វើការជ្រើសរើសគ្រាន់តែគាត់ subscribe និង switch on service គឺប្រើបានក្នុងរយៈពេលលឿនមែនទែនថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងទៅ48ម៉ោងគាត់មាន service ប្រើប្រាស់ហើយនៅហើយដោយសារនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺយើងទើបចាប់ផ្ដើមដែរខ្ញុំគិតថាមិនស្មានសុខស្រួលនៅស្រុកខ្មែរនៅការប្រើប្រាស់ការយល់ដឹងគឺនៅមានកម្រិតអញ្ចឹង topic យើងថ្ងៃនេះគឺ very basic មែនទែនគឺយើងមើលទៅអ្វីដែលយើងអាចគិតថាតែជនរបស់យើងគាត់អាចទាញយកការប្រើប្រាស់ចេញពីអាស្រួលក្នុងដំណងពេលនេះបានហើយយើងក៏ plan សម្រាប់ next webinar របស់យើងបន្តបន្តនៅខែក្រោយក្រោយទៀតគឺយើងមានបន្តបន្តទៅលើផ្នែកអាស្រួលហ្នឹងដោយសារនៅលើអាស្រួលហ្នឹងវាមាន solution ទូលំទូលាយមែនតើមានតាំងពី database SQL នៅលើអាស្រួល application នៅលើអាស្រួលហើយក៏ដូចជា AI analytic អីផ្សេងផ្សេងបាទយើងមានច្រើនទាំងលើអាស្រួលចឹងគេថាបងប្អូនអ្នកគ្នាបានដឹងពី technology ហ្នឹងរួចសាច់ហើយតែគាត់ថាឲ្យថាស៊ីជម្រៅទៅលើការប្រើប្រាស់អាស្រួលបែបណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងនឹងជាជាមរិញអាហ្នឹងមកជួបនឹងបងប្អូនអ្នកគ្នានៅ webinar នេះតាក់ទងជាមួយនឹងអាស្រួល backup ក៏ដូចជាអាស្រួល site recovery ហើយនឹង topic interesting topic ផ្សេងៗទៀតនៅបន្តបន្តខែក្រោយៗទៀតបាទហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចព្រោះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគាត់បានស្គាល់ខ្ញុំពីពេលមុនតែសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗដែលគាត់ទើបជួយខ្ញុំបាទឈ្មោះផែនមនីសារាខ្ញុំជា Country Sales Manager ប្រចាំ Softline Cambodia ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការចូលរួមពីលោកបាសារាវុធជា Solution Sales Lead របស់យើងនៅប្រចាំនៅសំឡាញ់ទីកម្ពុជាដែរហើយតើតងជាមួយនឹងការ support អីផ្សេងផ្សេងគឺយើងមានទាំង local team ក៏ដូចជា team របស់យើងនៅ emerging market ក៏ដូចជា regional team យើងមានតាំងពី GDC team របស់យើងក៏MSP expert វិញនៅឥណ្ឌាក៏ដូចជាយើងមាន back end support team របស់យើងនៅ Tech Shoe របស់យើងផងដែរបាទពេលអញ្ចឹងជាបន្តមកនេះគឺខ្ញុំសូមចូល interesting topic មួយទៀតដែលយើងចង់ announce ប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរដោយសារបងប្អូនទាំងហើយក្រុមហ៊ុន Softline របស់យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែល focus ទៅលើ delivering digital transformation ហើយនិង cyber security solution service provider អញ្ចឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការ bring this benefit ទាំងហ្នឹង technology ហ្នឹងដើម្បី on board ឲ្យ customer របស់យើង
ban prapra and utilize away that technology to make my not take up to what you how to make money to important step with that the young components online what you could young ban the ban the two score and then recognize as the listed during young client that year public listed company no London Stock Exchange how cam wing me to we mean that sự khăn mình tên cần rap soft line bọt dương hay cần đôi chia tệ chôn bọt dương phong đài để xa nằm bây giờ lại ban là tập hợp chỉ public listed company này cứ chấm nải PU nâng chấm nải P effort cho nên mình tên vì này management team bọt dương hay cần đôi chia miền cả châu ruộng quan tro bị tệ chôn bọt dương chung mình phục lộ đời xa bọt miền cả đời xa dương miền cả chưa tục chất vì tệ chôn bọt dương nơi group sa kha và dương đại sọt lại với impression này chỉ là khó từ những tua bàn client tới chỉ public listed company để khả năng stock exchange bàn trong Singapore mình như tới mong muốn đó khi hay mình khả năng kết quả toàn đấy cứ nhóm xong tập lọc mau briefly introduction about sọt lại impression ra bong bóng mặt trận quát bàn đăng ký sọc lạng hai chân là sắp đặt quát tons quát sọc lạng yong sông yên bóng sáng được clay kê chóc sọc lạng bọn yên cứ yên kia công hôn global LSP solution provider đôi chia đơn yên kia bị khán đàm nâng cứ digital and transformation and cyber security provider nâng hai vì hướng chấp nam vì nam tôn liền một ngôi chất prime liên hai những migrate hai cái đối chính pru hầu mà đó là những miền nam tôn hầu từ đó một chất một bảy billion hai những miền staff sau đó từ ở trên prime point này hai cái đối chỉ sa kha và dương những miền chiến hạ sự tế năng cao sự prime sa kha chiến sẽ tôn mỗi bao sao là các ông sai ai thì cứ công phần một những miền nọ sau chiến mà phải prime cặp bất tử chất chất sang được nam này sẽ lực một bên nam nam được hai và ok trong ní cứ chia geographic bỏ sọt lại như là những thật nơi biển miền nơi bất tử Rusi thì có một school đại chia headquarter bỏ dưới hai chân miền headquarter mới tiết đại dương cơ tài năng establish nơi cứ nơi nông thì trong lòng đóng bất tử ông lý United Kingdom hay sa kha bọn dương mới tiết từ service center bọn dương từ miền nơi bắc tây đi hay dương miền sa kha nơi bắc tây sẽ trên đôi chi Middle East Latin America Eastern Europe and Central Asia hay especially từ nước này Asia khán này bọn dương sau thì sẽ chuyển từ miền nơi bắc tây Cộng Chia Việt Nam Cộng Chia Việt Nam Lào Thái Myanmar hay là đôi chi Philippines và Malaysia cũng đây. Thế, chẳng tiện tông cho mỗi sọt lạng bọn dưỡng cứ dưỡng đôi chỉ open platform mình chẳng cứ dưỡng hẹt với bạn chỉ bóng bọn bọn như cụ tại tiện tông mà sọt lạng cả đôi chỉ cực tâm bi thả quái sọt lạng cứ bị bước thả dưỡng đăng bi market thì đưa xa dưỡng biên bảo vệ sọt không xa thì nơi sọt mai hay cái chương bring technology này bị tích xanh xanh tiết đại cái chiến lươn chiến những cái bàn đào tới một dưỡng chấn sọc lãnh bàn miền bảo bị sọc bị tích hàng tăng ọt nụng hay cái tệ thông của những technology mấy cái dưỡng miền thêm bỏ dưỡng để tam toàn được mỗi dưỡng solution tăng ọt năng hay dưỡng bàn sao chỉ bring the solution to our customer dưỡng bàn dưỡng đăng bị vendor hay đăng đồ chỉ dưỡng đăng hạ về tệ chuẩn bỏ dưỡng thật cá hiện là easy to collaborate with because people hiện miền present là tạm sát hà tạm ngõ để công hôn bọn 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 này thật nữ để sát công hôn bọn 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 ai thà chỉ công hôn international được nghĩa để quản miền sát hà nơi tràn bất tử được nghĩa rồi gọi công hôn đại miền headquarter nơi sọc máy hay nhóm vật chỉ encourage mình tên hay có sự bài chất ở sân ở dưỡng miền công hôn bài local company hay dưỡng expand tới chỉ conglomerate mình để thay những client tới chỉ company đại diện là sa khan được tích trải với thầy đại diện hạt quả tới là sau hôm nay những cơ nhà công phun đối chỉ bạn chỉ muốn quả thật chặt đảm
expand bài này chẳng vì chỉ trend mùi lo mình tệ tập đạp và chỉ chuẩn khả năng dân để tôn chủ mùi nâng softline service hay solution cứ nhóm xong bình bản tệ kế tôn chủ mùi nâng nào về dân ngập bông provide sắp ngay không dạ bê mấy mấy này cứ security cứ vì chỉ hot topic mùi xong đạp group sao bản thể ngó và xa dân bản thà dân nơi chỉ on premise và đôi chỉ moving to cloud thế chẳng security cứ dân trở tại tức khu vực bản mặt chất đối chí một bản là quán cáp bia bản tâm trời đang on premise đối chí tới cloud một xa trên và xây dựng tới cloud mình nên hát security bỏ dưới cái dựng thử tức khu hay là apply tại bản mặt chất tới lưu này cloud nâng tiền bản ai sẽ trông chỉ mỗi nâng hôm nay phục vụ software với cái dựng provide sẵn thẳng bài sắp biệt rối tới lưu Microsoft solution trông chỉ mỗi nâng cloud solution còn đối với bậc cloud solution với từ riêng miền tàng Microsoft và đôi chỉ riêng miền Mati cloud solution miền tầng Microsoft miền tầng nam hay so đôi chỉ Amazon và đôi chỉ Google cloud data center và đôi chỉ bẹp quan cho mỗi nền này xem tiền đôi chỉ solution hay nền bộ hay là business automation solution riêng miền bộ document workflow riêng miền CRM hay đôi chỉ Power BI, Power Automate, Power App, đôi chỉ SAP on Azure, chẳng xong lập bóng ôn đại quạt miền SAP hay quạt nằm ra gọi upgrade tới chỉ SAP HANA, chẳng biết chẳng customer đã dừng mô vì SAP chẳng nói môn tới SAP HANA, cứ quạt ra install nơi cloud sử dụng đồng chẳng thì chẳng cứ SAP HANA để cho nên dân quạt miền service nên cứ quạt phải chờ install lên được Azure hay là đôi chia sử dụng service consultation hay là từ này big data technical support cứ dân miền từ team premier service team bao nhiêu tăng phần này consultation cái đôi chia provide chia preventive support hay là practice support bằng này này phần này một tiết quan trọng đấy để xa còn hơn này là bên phía trang là sọc mai bao nhiêu là lớn như dân bản bọt làm bây giờ tăng toàn bất tiện đầu tiên đây tiết từ tiêm tiết quan trọng mình đang từ lượng này để còn lại hơn chân bình môn máu dân học sơ chào vào rộng ông bì ca phu phía từ lượng còn lại hơn đi tại đời xa ca bất tiện bọt dân càng chưa lượng tới một hai dân thử improve cho mỗi nâng standard đặc biệt cho mỗi nâng bất tích là tế kiến đại cứ dân thời tại apply cho mỗi nâng standard ISO đối chí standard compliance là bởi thuốc cao phụ trên nâng ca thuốc business bản toàn kê gần đối chí cực rộng gần đối chí bring nhà đã trust tại tệ chuẩn bỏ dương chẳng dương miên solution mỗi tiết để tông mỗi nâng software digital optimization service cứ dùng thuê provide chi assessment rồi đôi chi trên provide chi analytic report cộng hồn đưa vào bàn bỏ dưỡng cứ bàn apply để tôn cho mọi nâng còn lại hình nâng bàn cầm rạch nè dư mình kẹp nè cái lại nè và tục và sẽ sai rồi sai chúng ta cũng đã bị tiền trên này thì mình là nói về background tiếp thế chân tại tôn thì mỗi năm chúng mình có những cái sau lá từ những miền tiền là digital assessment đấy rồi đôi chia provide chia pen test service hôm nay cứ dùng thử assessment rồi infrastructure rồi đôi chia business app cứ dùng miền thêm bao nhiêu là về deliver service thành định mà thế chân và to mà tiếp trong highlight để thế thì để tôn trọng mỗi status của bộ software của riêng riêng cử chỉ globally managed partner của Microsoft hay miền tây của mỗi partner thế này tập đoàn acknowledge globally managed worldwide as global managed partner cử chỉ về đầu mỗi để nông cộng luôn để software của riêng cử mỗi trong nào luôn để software của riêng cử riêng miền provide program từ đó để cho mọi dân, xem lại để cho các bạn user trang chỉ là enterprise, từ provide chỉ license and service provider, enterprise agreement, đối với chỉ plus, hay là để cho mọi dân xem lại small medium business, từ provide quarter
program mới đây là dự án CSP Cloud Service Provider. Chứng Cloud Service Provider và dự án cứ dự provide tầng cloud tầng on-premise software ban học đại là sao? Dừng bằng bộ dừng mà dừng vẫn cứ gọi loa trả mình cũng cứ trả open license mà tái nên đặt chức năng này hay đọc gì này cứ open license nó cứ expire chứ ở ai tình được không open license thì tê chứng đảm bây ai tình license có bị bị rửa cloud hay và thiệt bán cứ một bộ thể tình được không CSP cloud cloud service provider này hay ai hay đây bạn thử consider tình chừng một sót lái được sai chứ cứ chia direct partner chừng một Microsoft tại đó chứng và mong muốn tin chỉ mỗi công nghệ online và dưỡng cứ dùng provide vì Microsoft mà sọc lãi từ từ hàng mong muốn đặt đó tại bởi channel vì muốn cứ những hai ta reselling service reselling business từ nghe ra Microsoft provide từ distributor hay distributor provide từ partner partner provide từ customer chứ gì vì muốn toàn tại bởi dùng customer bỏ và dùng còn bởi chạy vì sọc lãi cứ dùng hạt đồ chỉ bàn là tin đại vì Microsoft chúng để đạt những cắt expand mà chúng muốn và thế chúng bong bóng phải làm đơn hái giờ xa đi làm sao đấy bạn bạn bong bong số phía đất phải chia internet khang bóng với bộ nhóm nơi sai nhóm nick snap xâm lấy quạt cho ba lỗ bạn bắt đầu thì đó bạn năng ấy để xa đảm cam việt nam và đấy cứ như bạn tua recognition mới tiếp bị Microsoft cứ sau này thêm một đi bao nhiêu bạn trở bạn award chỉ country Microsoft hẳn country ở bên kia chuẩn bị vào là mà phải mới đấy sự thật đấy cứ miền đất lại miền tây làm sau này mà như người xa dừng bạn có quyền bật trên cho nào chỉ muốn còn bạn nữa hay sau này gọi những cứ những bạn tự recognition đang cứ làm sọc máy cứ như là sau này như thế hay recognition đấy cứ như bạn tự pi đong rồi hai trang chín năm pi bốn năm bảy pi bốn năm bảy hai chín năm bảy bảy cứ như bạn tự đóng tiền hay là như là cứ chỉ là tập hợp đồ đời xa ca miền cơ bản ca chưa thực chất pi tập chuẩn mọi như ca cơ bản chỉ sweet đôi chỉ licensing and citation how you can have a chuẩn mà dùng và mục tiết để quan chủ mối này là dù hồ đại dương là gì ngày đi từ dương sau hai bọn dương từ dương về cái này đi máy sau này chỉ goal Microsoft partner chỉ dù hồ expert năm SP chân status này có sự khác này mình group hàm nữa ai được bài bản thì có thể miền certified engineer mean professional experience in term but in that tool and state training is map for all consultation growth implementation migration be on premise to azure or same គឺខាង thing សោះហើយមកយើងគឺយើងមាន thing គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសិក្សាដូចជា support ដល់តែជនរបស់យើងបាទโอเคតើតជាមួយនឹង vendor ដែលយើង corporate risk នឹងយើងខ្ញុំសូមលើកតែមួយចំនួនមកទេអាចយើងពីជើងគឺយើងនៅមាននៅសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជា vendor ធំរបស់យើងពីពីដើមគឺយើងជា global partner របស់ Microsoft ហើយយើងក៏មាន status ជា brand name partner ជាមួយ Oracle ដែរហើយតើតន់មានស្វីដូចជា multi cloud ទៅវិញហ្នឹងគឺយើងមាន partner ជាមួយ Google ដូចនេះគឺតែប្រហែលបានហើយ AWS វិញគឺមានក៏ដូចជា solution open source Red Hat virtualization ដូចជា VMware Win សម្រាប់ backup លើផ្នែក security វិញមានទាំង Microsoft security គឺ full set Microsoft security stack and up ដូចជា additional security vendor មាន Kaspersky Symantec ESET ក៏ដូចជា security ទៅលើពួក Cloudflare ដូចមានយើងមាន partner ហើយតែតោះមួយនឹង pen test assessment ឯងមានតែ tangible មានទាំង tool មានទាំង certified engineer ដែលដល់របស់ pen test ហើយដូចជា hardware មានHPE ដូចជា Nutanix Dell EMC Huawei ហើយសម្រាប់ផ្នែកពពក media and design វិញមានពពក Autodesk Adobe
quan cho mỗi năng là Pentecology, sorry, để tôn một IT, Swiss Management, cứ dương nghiên là mà đại chính, đồ chí Snow, Snow, dương nghiên tầng product, tầng team dùm rạp implementation của tầng đó, để tôn mỗi năng là Public Assessment Management Solution, cứ dương nghiên là Beyond Trust, hay đồ chí mỗi tiết dương nghiên sẽ thân mỗi tiết là nhỏ tòa mạng đủ chấu, cứ ngờ sai bẻ, và tôn mỗi security từ firewall từ slab splang hay là Palo Alto đối với hosting technologies và chân đòi clay clay trong khối hai mươi bàn thì bộ môn của tại trường dùng softline thuê cảnh dùng softline để ra chỉ bộ môn đại biện proficiency proficiency như miền reliable miền expertise trong IT market hay cần đôi chia dương chia công môn đại diện xa khá tam tỷ tăng là bỏ công một bỏ tại chuẩn mọi dương thật nơi đá chân là dương tha chia một quan động thác tại tôi mà sau bán dương miền sử dụng group cho ai ở về dương dương miền đưa nhung về mình chất dương always within the reach miền là group xa khá để bỏ công biến cứ sau lại một dương đại năng miền đá mà tại con được một lần qualification expertise sau này mà dưới thư tôi mà thì cần ai đòi để tập trung được thì mình nên là bạn thì expert mà dưới trong cái đó những từ sau này từ bạn kỹ thuật chất đào leading market player rồi thì small medium business mình client rồi thì hàng institution của mình và chân sản và ca bình dị production và sau này thì bạn ở hải thì sẽ làm gì clay clay tế chân chỉ được tập đến đi xong ở quân đầu một bộ mặt nên để bạn ngày bây giờ session là clay ít chân là trên này session kêu nhóm xong lại tạo gì bằng và sẽ vượt là mấy quan thời ca bây giờ mình to mình to bẻ quan thì mỗi lần topic bao nhiêu ngày đi rồi chúng ta make up rồi đôi chia sai không đi còn lại bạn chân là xong chưa nhờ bằng sẽ vượt chừng bắt to bạn ở quân một quân gì bạn bạn ở quân ok lưu nhóm cho bạn OK, bông. Chấm điểm số từng học này và nhóm mà mua sản phẩm về solution sale lead nơi softline. Và phải chia bông từng học này bạn score nhóm hỏi phải chia bông class bông class có tham ấy ở đại bàn score nhóm và chân cầm ao khát về chú bong khơi slide nhóm ấy nè bong sen chia bong khơi slide cho ba rồi gọi bong miền tha sầm lên là u lấy bong ai lược đáy rồi gọi miền chia sầm núi bong ai lược đáy chia máu của bạn đáy rồi gọi post là nông comment màu ba dương miền việc comment dương chạm chui slide là sầm núi bong hay bên chân chia miền sầm núi bong ai chạm slide là section crowd của bạn rồi gọi nơi chọn section của bạn rồi có bông ai trồng bông nhầm xoài bán nhầm xoài bán luôn bài chẳng làm bây của mọi khách biết ai để thang ngày nay cứ dương miền topic và dương cư tệ thông chủ mới là business continuity tệ thông chủ mới disaster recovery bà cứ dương xong đời xa nơi lơ và đặt robot Microsoft Azure cứ miền trả một hết là miền infrastructure miền platform miền software as a service hay là thamay nên cái là cloud cloud as a service rồi có solution for Azure này là disaster recovery as a service ba chẳng bong nhóm hay thọ agenda là bao nhiêu ngày đấy cứ dương miền bảy thì mỗi introduction được bong tại tôi chỉ mỗi business continuity Azure DR chẳng Azure DR ta vì có cái gì mạch bong lọt đã lọt lưu thả nhóm thuê second DR third DR rồi có thuê own DR replication này chẳng tờ chúng nhóm thơ làm sao đấy cứ dùng thuê DR là lừa cloud vô tại mà đó bà chẳng hay session đấy cứ nhóm bên slide bài chia chuyên đọc slide đấy hay dùng trong cõi lắm cứ dùng miền demo live demo tại tôi chỉ muốn miền co investment miền backup đam mấy thứ mấy dùng ai đăng thả và sân nhóm trong implement DR và dùng mỗi tay của đặt kho nắng về ở phần mạng là từ cả server ấy là từ cả component ấy là bà ok bạn chẳng tệ tôi chỉ mới nâng cái business continuity challenge ok nhóm xong bật video cho đồng mấy cùng ao sale bandwidth tích ba ok business continuity và dường thì mỗi cứ bên hai là đồng bày cả bị bàn xong đấy nhóm xong highlight đi xin ok
Nơi khi nông ní, tạm bay cool bằng nông phá dương trong bản business continuity, up and running, high availability, all the way on anh dân tử. Tại dân dân kết tại ta investment phá dương đã miễn ấy đã chia bánh hà đã viết ai rèn stia ca implement service phá dương. Tí mũi kia ra too many complication, problem, rồi có mistake đã viết ai cả làng. Đại sao tùm hôm data phá dương được company phá dương cả vì nợ tui data phá dương là tất dương ở sơ kết vì ở sơ chế bánh hà tại cả nà đã data phá dương grow cả nà thông cầm hôn dương cả nà rì chấm rán data phá dương xài cả nà thông vì mà tê bì tê bởi tê là hốt đo rộp rồi tê là bài dây nâng anh nâng dương thử đáy concern mẹn tên chấm phù daily operation thì mới tê thông chú mùi nâng data protection mùi nâng security hay mùi tiết enough retention hay đơ lơ Microsoft Azure resolution với những data retention period bảo vệ cứ ai store mà là hỗ trợ đó cao sắp bằng 4 chứ nào mà nó bà cứ dù mình tên sân chân viên với anh chị là dụ chứ vật bảo dương ta tiện chẳng phố bởi sân này dân compare be local rồi có on-premise data retention period bảo dương server mùi được là storage mùi cứ miền là dụ cao vì kia ra chọc bản thí 7 chứ nào hồi dụ cao bảo vệ cứ 5 chứ nào tới 1 chứ nào nó cứ bị retention period và time incentive intensive media management chẳng nên không đi bằng đăng hai cái vì cái traditional way rồi có bây giờ bọn miền cầm hôn mà chỉ luôn còn đang đặt ra miền tape miền USB miền disk cứ có quạt copy vì one place to another one place anh chẳng tới chẳng bớt sân chỉ cầm hôn standard cứ có apply cái ra dùng phở tape là bây giờ comply cho mỗi international ISO rồi có comply cho mỗi nâng tham ban policy rồi bỏ bất tế nào mỗi đảm bây dừng ai buổi thêm dừng backup trên bị server trên bị backup storage dừng đã đặt chỗ nông tủ đây rồi có dừng ai ship từ somewhere từ giờ DR từ giờ agent từ và hai mỗi tiết ở đây đã chưa concern mỗi tiết thì hai thà untest DR rồi có decrease recovery confidence nhưng nhóm chụp cầm hôn chỉ trả án chụp IT chỉ trả án gọi là cầm hôn gót hoặc ngay gọt backup từng ạ có bằng tay gọi là daily backup có bằng tay gọt chế là backup mà chân em bị chân em gọt tinh lại chân backup xua gọt bóng đài recovery ở đấy đài thư recover data hết ọt ở đây phóng đài tay mới tay là data miền ọt tay system bóng bóng nóng vì ai dù một bình bản ọt tí mối concern là bỏ quát về được quạt trọng tay tí mối cứ ọt miền kia khai ta recover từ chứ mà data bong mà tê bì tê bê tê bong ở chơi bánh hát để tại data đọc pram rồi tê ấy ta bong ai recover màu vì chẳng mạch miền space nạ đạn ná ok hay cả implementation có vị tệ tổng cho mùi nằm khó này investment khó chẳng cả implement DR phải dưới nó cứ khó a lot miền này ta cứ invest đôi nơi khăn ông DC phải dưới nhận nơi khăn ông DC miền ấy nếu DR miền nó cứ dưới invest tặng ạ còn mà tái xua là ca pra rồi bảo vì rồi có benefit nó về là đại dân của pra DR ok chẳng thì tiết nó slide cả mốc dân đằng ok chẳng đảm bay bypass obstacle rồi có miền chi roadblock nào mỗi dân thật là kết bị system và dưỡng cả nào system và dưỡng trong ban cái business continuity up and running all way on cứ zero downtime rồi có near zero downtime và dưỡng cứ dân thật kết tìm mỗi cái system và dưỡng thật tại automate cứ via automate process everything dưỡng cắt bypass manual cháu integration between system availability and data protection. Thì mỗi đồng bài high availability bán cứ tệ tôi cho mình system, cho mình application, cho mình data và dân thật tái miễn kia là at least two location verification mỗi kia nhìn tờ và đối xử qua server dân thật all way on hay mỗi tiết nước kia là increase breach depth continuity protection chẳng system và dân miễn này thật dân miễn redundancy dân miễn DR tới dân make sure câu trở tại miễn protection này protection nó AKP kia miễn backup cho chẳng miễn này là solution và dân đa ở hay có bản thái dương ở rely tới lơ redundancy nâng mà này đối cơm hôn mà dân uống có thể system mà có redundancy all way on này có bản thái all way on rồi bỏ quát nơi nóng one place one location và chẳng bản thân ở system nâng nguyên bành ha kia che rư cơ ấy viên nâng ai corrupt tới lơ system phải dương đài và mỗi tiết eliminate tape management đối nhầm thay chẳng gần à bà sân bà dương prao tape rồi ấy nâng cư dương ai đang chốt ra với replication từ different size multiple size dân tử hay implementation testable solution for data recovery chẳng make sure thà bê là dương thư backup dương thư DR nâng đá dương đá thu lọc thư drill down testing test data dương mơ recover dương mơ on system và dương up and running nâng DR bà sân bà DC dương miền bành hà tác nâng DR và dương nâng data và dương nâng real time vì tệ tương dụng mình RPO hay nâng RTO recovery point objective hay nâng recovery time ta bởi xanh bởi recovery point và dân ta
recover giá phê phẩm án này tí. Và phẩm án này tí đảm bây ở system phải dưỡng up and running hay recovery time phải dưỡng ta từ ca giá phê phẩm án này tí hay nâng bà hay mối tiết để tôi dùng mình khó đài và sân bàn lơ cloud thì tiết nhóm ca gửi khó hỏi bóng mới hay bóng lọc miền bọn sau đây lọc sạc xa đã lơ DR physically rồi có invest lơ DR location bóng năng khuyên vì tờ lại cả investment vào việc nơi trong nơi nâng next slide nơi end of session ghi nhóm sau đời dìa demo bà nơi khuyên nông cost of IT disaster nơi khuyên nông bóng bóng tầng ốc hỏi chỉ lọc chú vậy tên kia thà operation fail natural disaster rồi có human cause event kia là human error rồi có other chẳng nơi khả năng đại dân kết lãng ở vậy để việc phô chuyên kế sắp tháng ấy và sân bởi dương bạc từ cao bì nơi sọc mà dương cao bì chân năng bì bòn đọc bầm mối rồi có bì bòn đọc bầm bấy nhưng mà chẳng mấy cả nó cứ đặt phương khăn mến tên đại sao phương power supply nơi sọc mà dương cứ bị ọt cục hay đặt mà đoàn nó cứ ọt cao bì cả lãng ngay để cứ có switch location sang đặc công hơn là hai miền mà sân phương miền ấy nó có bị up automate đài chẳng hạn là power fail hardware fail chẳng hardware fail nó có chỉ concern này ca implementer DR thử cluster everything tầng off còn lại có cluster là server tại sàn storage hoặc có admin cluster có đặt connection có đặt code disk code A rồi code interface nào mỗi có bị fail tại tầng off này hay mối tiết cứ network fail IT software fail bởi sân dưới những kết thả ca thua DR rồi bao dưỡng cần sập nơi hoa dưỡng cứ kết tập ý natural disaster bởi sân bà operation fail dưỡng ở sau kết thì đại sao dưỡng ai control về bàn về là tại bởi natural disaster cứ dưỡng ở ai control về bàn này thì ở đây thì mỗi hurricane được tsunami nơi Philippines rồi còn nơi Japan ở dân tờ bà hay tập trung nôn ở dân tờ hay sọc mà dưỡng cứ như mà chenam 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 môn chenam đi nắng sang là tất cả môn nữ từng phải thao nắng bị ai đang cãi lại chẳng mình du mình cha biết đây xa cả áp bị water chẳng cả lục ấy bị ai đang miền cả cãi lại hay nắng storm fire chẳng nơi sọc mà dưỡng cứ chụp cho anh đã cứ fire này bà chẳng đây những kết bị disaster human error hay human error tiếng có tầm khan này miền hồ tao đập bảy phía rồi đây những kết mưa nè chúng ta bị ai cãi lại đòi bị cái ta nào mùi hay ở vậy đại concern một phát trên ghế tiết nó cứ là nít tại mà đòn kia tham malicious inside malicious rồi có outside rồi có ransomware ở vậy đại dương còn ai cả phía bán nó cứ ransomware hay cả là tại vì chỗ mà đọc lại dương hay cứ vì bằng plan data bằng plan system dương hay cứ dương lại recover dương ở admin vị thi tầng off cái bị backup nè bà vừa thì dương miền đi miền DR của vì ai replicate về hỗ trợ chỗ đó đó DR chỗ đó ấy tiền còn một tay mình đã bị backup một cốt đại dương ai recover vì ransomware một bàn ok bà chẳng hiện lươn lươn tích này sao dương chất ọc màu đấy tầm bệnh cho từ demo thêm một đoạn chẳng bị IT solution rồi có IT và dương ít thì mỗi tăng bị kẻ là physical virtualize cả vì một nâng cư dương phở physical mainframe server thông thông mà dương tăng khỏi lại dương convert màu virtualization hay bài chập bọn ấy cứ là đi cứ bằng tại bình giống solution cứ hiện cái đại bản tên cứ hybrid cứ sự tham ban mà dân đoán cứ quạt chập đa mô some of the new application ấy rõ con lực lên nhà lệ cả gì application rồi có core system mà dân đoán này quạt đã vô tự bán cứ quạt stay still nơi cho môi nâng on prime rồi có virtualization bà hay cầm hôn khá mà dân đoán đã có quạt bàn read đi nơi cloud hỏi ở đá quạt shut down on-prime server data center và quạt cháu quạt nâng run everything là lớp cloud tại mặt đó và chẳng vì Microsoft Solution nâng cứ provide cái là full range of any workload tăng vì on-prime rồi đó cloud rồi multi-cloud different cloud chẳng tự và ok vì DR solution cứ build on Azure và dưỡng tìm mỗi kia là DR để lưu Azure tìm mỗi kia là protect your data chẳng bờ tiện tông ta protect your data nên kia hạ ta backup copy the data này ok hay mỗi tiết kia ta safeguard your application anh ấy cứ dùng thuở DR backup entire OS backup entire application inside và chẳng nên nó nâng solution pin nó cứ dùng combine cho cái này là Microsoft Azure nó kia là bộ Azure backup rồi có Azure Site Recovery là vì ai thử cả integrate một cái này pin nó cứ ở ai qua mỗi nhà bán này tụ bây giờ bọn mình redundancy bọn mình DR bọn mình Site Recovery automate ấy cái đó ở ai qua solution là mấy backup bản tỷ và
sau bây giờ Microsoft sọc ngay để quản miền geography redundancy data center robot office bay pm robot azure quản miền là hỗ trợ học sub region chiêng hay nước non region mỗi muốn quản miền redundancy cluster bay copy nước non the same the country tiết có quản nơi tại pra backup đại ok ba chương nước non azure backup rồi tí mối cứ cái là running từ bộ Windows backup ba ai đại dương ai install nơi lơ Windows Server phải dương hay rồi có enjoy hay phải dương nơi dọc mai dương ở sau từ lùm từ liệt System Center Data Protection Manager nơi không bộ SSM family cả đại DPM và chẳng biên cơ môn khác đại quạt ran DPM đảm bảo protect data hoặc quạt từ tape backup từ đi rồi có backup từ store nơi somewhere nè và chúng solution tương ứng là cứ bị rung trên bị DBM trên bị đi từ Azure backup storage và tiếp theo nhóm show bóng để storage how it work và nếu là solution robust Azure backup này thì mỗi cứ bị backup bị cái là bị physical fully backup bị bare metal rồi có VM chúng nó cứ fully recover bị physical từ system rồi có VM và hay xong bây giờ backup để lấy bộ physical lại cứ full volume System state, specific file, rồi có folder. Và nơi khó nóng nó cứ dương miên solution để ách backup cho anh tràn. Hay policy versioning đã nhằm chung riêng chung bóng bóng bị kháng đạp nâng cứ về support load đó cao sập bẩm bốn chứ nàm data retention period policy đã dương chọn tục. Và chẳng tục càng để dấu space và dương càng để tràn lối của càng để tràn tạm nâng đại. Phụ ấy cái lấy này dương chùa kì. Ok. Và hay mỗi tiết tới tương chỉ mỗi nâng storage, storage local media rồi có Azure storage này cứ dương ai design bản backup đi cái tham multiple location đó nè, backup từ media, backup từ disk, backup từ other somewhere rồi có Azure. Hay về mình đại support Azure storage backup này cứ về mình đại support Microsoft solution đấy, cứ về support third party solution đôi chỉ Vim đôi chỉ other solution đó có về support tới chỉ mỗi cloud này. Hay nâng schedule thì mỗi schedule backup cái là once một ngày mà đong rồi có multiple time per day cứ depend on us và schedule backup hay jump solution backup ấy cứ via easy maintain cứ dùng chạm máy pay từ lơ cái là software backup rồi có renewal thế nhưng sau chuyển bong tịch bắt đầu tới bao giờ ní bị từ chừng ngày bị và ní chia software backup bao giờ này nhưng run từ lơ local pc bao giờ nằm bây nhầm ran hay nhầm tầm tờ lạng mà anh bị bằng ngày muốn nằm bây riêng trong sâu bóng nằm webinar tế chân solution backup hay dưỡng cứ agent môi đại dưỡng install hay lửa server any server chạp bị Windows 7 Windows server people đọc bì máu cứ via support tăng people bởi via support đấy tại đại sao bởi via end offline chân via easy maintain thì mỗi dưỡng register server hay ở vấy đại bị xét chân kê đặc tiết nó cứ nơi cả lại đại dưỡng anh miền kia ta recover data rồi có backup rồi có register server nâng cứ viên miền security vào việc hay cả na tại bên đây ta lớn là sock server phải dùng đại chứ chẳng server phải dùng đại cứ về miền cả ta recovery key vault cứ security key vault vào việc chẳng là nông key vault thì mọi vòng mở chứ nên nông key vault vào việc cứ miền vậy tới cứ về security maintain cứ miền bốn layer tí mỗi Azure subscription Azure storage key vault nên cứ hỏi bị hỏi hàng sản phẩm mỗi bit encryption và hay phần sân bằng những bài file này bằng mình ai từ recover rồi sang về chia format XML file và hai mối tiếp theo tôi chỉ muốn nâng passphrase về những chập làm backup cái những thứ cá miền passphrase nằm bay những connect từ chỉ muốn nâng system và anh ấy tại sao những backup trên bị local server hay someone chỉ dùng vô từ recover restore other place có việc work này ok chứng và xin giải bong miền sầm núa ok bong miền sầm núa can we backup from other cloud to Azure? Yes, bong. Bong phala cứ dùng backup pi multi cloud, pi Google, pi AWS, rồi có pi other. Na cái đó cứ Azure storage, Azure backup storage như cứ open. Cái bộ API cứ bị open. Ok. Ba. Hay mỗi tiết là centralized backup rồi có recovery pi critical data hoặc dùng. Chẳng nâng nông critical data mình ấy kể SQL server rồi có Oracle server nó vừa database chẳng phụ nâng dựng ai thuê kia ra backup bị critical nó cứ workload integration rồi có ai dựng run system nó là lưu cloud vô tại mà đoàn bà hay mùi tiết dựng ai protect bị disk từ tape từ Azure
hay nâng run data protection chỉ mỗi nâng gọi là infrastructure để lưu protect chia in miền này thà virtual machine dương mỗi dương ai protect chia data nâng khả năng nâng protect chia VM protect chia entire disk nâng khả năng nâng chẳng xong bây đảm biết ai nà mỗi đây dương ai recover chia data recover chia application recover chia entire system cứ vi support nâng khả năng nâng tầng ọ ba hay đấy cứ sự chủ thi đây nhom chấm điểm bằng bị khẳng đam những cái backup trên bị on prime từ Azure, bị any different cloud platform tương ứng đó cứ data that transit in on internet over express route hoặc open internet đó cứ be always encrypted hay nâng compress ban là hỗ trợ đó size up rồi data để việc compress về backup và hay mỗi tiết cứ secure thì chúng mình đăng key vault và sân đi admin key vault cứ đợi sau master to đại ấy giống sẽ mẹ backup cho tới và nhưng mình số tích em bị nhập tới đó demo và đòi tới và hai tay của bong minh sầm núi bong ai xua bàn bong drop nó không cầm mình này ok bong một thì luôn when main server issue with hardware can be restored from Azure. Ok bong nhầm slide sầm núi bong tích chắc hẳn đang đợi xa về mình pi kia ta failover đang fail back chúng failback mình này tha về là dùng backup cứ dùng cái data replication này dùng backup từ Azure storage và xem cái failback hay server họ bóc đại và rồi crash và rồi chúng bong ai recover màu vinh chẳng mấy cứ bong miền tình hạt về server thứ mấy và hay bong ai restore back màu vinh bong rằng đã nở lơ physical server họ bong tại solution mấy sau đó cái gì mình cái data failover về là hạt về họ bong thầm đã dùng thư DR rồi còn dùng thư site recovery nó đã chạm hạt về thứ mấy server bong chân này về tình mà khai phía bay khai rồi tùm rộm là một đó cứ ví dụ chân kia ta recover failover in the cloud chân tại sao việc backup chân bị physical hoặc bọn nó convert tới chiều vượt chuột đi chân việc đi replication chân gương còn là power on tầng ọt tới cứ đặn kia ta compute mean CPU mean memory ấy hay storage hoặc bọn they are in the cloud how vậy chân cứ up and running. Okay. Simple lấy bọn nó ở đây chạm ở nơi next slide nhằm sâu bằng sửa dụ. Ok, ok, tiếp tục dù mỗi người dù data backup hay chỉ bọn bọn mình concern này thà đây xa phải trên nơi khổng này phải chỉ bọn khá cầm hôn quạt miền data là hốt đo rộp rồi tê là bài và rộp rồi tê là bài là dù ta bởi dân là dân backup over internet phẩm mạng bản hào mà rồi đó là dân dây thăm rồi tê là bài chứ ta dùng xin cần ai over internet cả là bạn hỏi chẳng vì Microsoft cứ quan miền recommend solution vì Azure data box chẳng đi Microsoft Azure tại data box cứ certify hay dùng chạy đấy cứ Microsoft kiện ao dùng đấy mình chạy đấy là nó gọi là chuột và dùng chuột order Azure data box hay Microsoft recommend chạp vì mà pay và xin để chạp vì mà pay tay lắng chạp vì mà pay data bóng chạp vì mà pay tay lắng cả là first data sit đứng á buổi backup việc là full hay incremental chắc vì mà pay tay lắng cứ dân recommend ở Microsoft recommend chua data box là mình transfer chứng data box nó cứ Microsoft tìm mới order dân process được gọi ấy nó hay mà đi mà box nó cứ việc support bán size sập tệ hay và data bằng lực vì nó dân chua trở box tớ nè và nó không nó cứ miền cứ việc support size sập tệ nó không đi hay pay là dân transfer máu kết ngày Microsoft cái chua kết ngày dân tớ hay dự cái transfer hay data transfer rate via cứ via support chỉ mỗi nâng USB 3 hay nâng gigabit network via support 10 gigabit và chẳng 10 gigabit via transfer data 80 tay ấy dạp tới ta bằng ngày thì chẳng những ai transfer data 80 tay nâng ta bằng ngày hay tới chỉ mỗi nâng Microsoft data center với nâng cái upload nâng nâng direct network connection bằng cái cứ via smart cứ via faster hay bắt đầu mà dùng thử data sitting replication incremental rồi còn data chain đó cứ việc faster vì ở consume bandwidth phải dùng hay mỗi tiếng cứ data heavy này nó cứ thay tích data phải dùng rộp sập từ đó tetra bay từ ấy tiếng đó nè và cứ dùng chuột hoặc chuyển chân ok how is the minimum bandwidth required. Oh, backup are required bandwidth thì bằng. Ai đây sao vì phép quan chỉ muốn đôi nhóm thay dần. Canada data phá bóng thống hay nâng bandwidth phá bóng tút. Có vì thử CP tạm nâng tầng. Tại vì bandwidth phá bóng thống mà rồi phí bê rồi mấy hay backup data bóng tút có vì faster tầng. Hay vì sân dịa data bóng thống internet tích cứ vì dự vì slow tạm nâng. Còn mà tại vì nó không đi à với mày sau khi miền khá là network planner testing là mấy mấy xuống thà. Tại vì nhóm transfer data bằng bấy tế vì dạng chân ai dạng bê bà nà kê hà tham biến network planner nằm bạch tạch
chứ minimum ở internet bóng đá cứ backup ba này bằng tiền nhầm sâu đôi solution backup với nhầm này mà này cứ bị over internet 3G ấy nhầm này tia này đặt internet ấy cứ nhầm backup mà tiền ở đâu với miễn connection cứ việc đào này hay ở việc resume bạn về nào này last backup nhầm ngày na này đây sai nhầm thơ backup mà nếu mong đọc pi cái lá nhầm ở việc backup chào thì chẳng bị incremental admin này tràn thế đại sao incremental đại sao full vào viết này anh tập bổng không vô tới xong cắt tiếp và bọn ai chui cho xong nô nơi end session bọn bọn ai go through từ session bọn bọn ở chập sân đó là bọn và tôi nhầm khai về tràn bên mơ hỏi cho làm cái tách đài đấy dạ dạ áo quân bọn ok nếu tràn đấy bọn à, lơ màu tới chứ nè và chẳng nếp bì dù data box ship shipping method phải dưỡng tìm mỗi cái dương miền kia ta Azure credential miền order data box hay miền kia miền này unlock pass key chẳng đại xa bà xanh và bóng ship tam hạt đi tam ấy và bóng nát storage san storage và bóng cầu mạch sau kia ở này cứ admin secure on the way chẳng lúc ta đại dương chua data box hoặc kế cứ kia miền secure thì miền certify admin để nà kia ta break your data nó không nâng bàn tê cứ vì always encrypt cho mỗi nâng pass key hay bằng miền pass key đồng bài unlock hay đồng bài ship data nâng over tới đặt tới nóng Azure data center ok ba ok ta anh ấy cho nói sầm khán mạnh cái lại backup anh ấy cứ để protect application safeguard your application đại sầm nụ bong phá lá có xua thả cứ dương ai backup replicate bị Hyper-V bị Amazon bị Google bị VMware physical server and other multiple cloud được có on the same product family ok và chẳng replication và dường tìm mối cao Azure backup này ở phía trên quan nơi đã understand là ta DR và dường ca install ca implementation chẳng nơi không DR for Azure này cứ cần sắp viết cứ admin tự install thế kê hai ta replication đối dương migrate dường cứ dương replicate virtual disk CPU memory the store nơi lớ Azure side disk và hai dương miền option môi có xua là mình miền failover hay nâng failback chẳng failover này cứ dương run nơi lớ Azure vô tại một đống failback này cứ dương recover máu data center và dương vinh nè workload và dương vinh thì tiết niệm số nó nông real demo trong nâng sâu chung bong mơ nâng lại nâng hay synchronization replication nó cứ minimum phó viên nâng là hô tạo đó 30 second nó không cứ bị replicate rồi có VMware physical AWS GCP rồi có Azure tới Azure này chẳng bên này thà bà xanh là Chrome hôn bộ bên này thà cứ bị accept bán là 30 second 30 second cứ tích hết xong là dân đắng không mẹ này bà 30 second chẳng data phá bóng về DC down hay nâng đi up phá viết rồi về tới 30 second thì ok hai mối tiết cứ replication aware HL server always on exchange DHT chẳng nơi cái lại này việc tiện tông cho mỗi nâng cao là critical application về the critical application bọn ai thôi cái là thôi active rồi có active passive chẳng by default rom hôn có tay nhà xua ta nhầm trong thơ active yes but thơ active cái tư solution này mình này thay dừng install everything hay dừng thơ promote via dừng thơ cluster dừng thơ revocation ấy từ vinh đồng màu between DC hay những DR phải dừng tại bởi dừng thơ active passive cứ dừng revocation à cái này hay resource consumption cứ việc khó khăn này à lại này tại lại vào biết con lại phải dừng con được bảy tại bởi lại này tại lại vào biết mình này thay khó khăn này bảy đòn nè và hai mối tiết là test failover được có plan test over chỉ mỗi nâng leading RTO nâng RPO chẳng solution phá bỏng ta bỏng pra solution DR sắp ngay nâng ta là dương thực test failover dương plan test drill down testing mơ nâng nâng isolation zone up cứ nâng thử tập plan ahead hay nâng thử invest tới lưu nâng đài tại nâng lưu Microsoft Azure nâng cứ em maintain kia hợp thác test failover tới lưu isolation zone cứ vì ở affect the interruption the production phải dừng hay giống bây giờ dừng test test job make sure ok system phải dừng data phải dừng ai access tới ban data phải dừng nơi hay vì lại test data vì sinh cần ai tới vậy bây giờ ngày pin ngày rồi có pin bị máu dừng shut down vì bây giờ clean vì bình chẳng Microsoft Azure storage nó có bị ở charge tạm lần này ok và recovery plan for multi tier
multi app này cứ dương ai recover từ different location ấy bạn ba reverse replication and failback from VMware rồi có Hyper-V anh ấy là biết đôi viên chỉ snapshot đôi là biết chuyện đi chẳng dương ai reverse do vì màu na ngày na ngày na bạn chứ mình ai thắng nhầm trong recover à ngày sao mấy chắc nhầm trong recover restore back từ à đọc ngày muốn bạn ấy yes cứ viên miễn cái nào versioning rồi bảo viên ok ba chúng ta không đi failover ba chia solution này, bớt xanh bong mơ này viện overall overview, nhưng ai understand bán vì on-premise data center hay nâng Azure Cloud DR. Nếu không nâng đại vì ai thua bán thì mỗi đường kia ra dừng implement Azure Site Recovery nâng lại ní. Ai Site Recovery vì over work từ over internet, recall express route, dedicate list line, VPN connection side to side một cái nữa nè. Bà chẳng dương dương miền VPN connection, VPN gateway là mấy thử ca một cái này. Chẳng nâng thông này cứ dương khá ta thử ca require server mỗi khá ta Azure Site Recovery Server. Site Recovery Server nâng miền tua này tí đa tua chỉ đội heartbeat monitoring chẳng. À server này, à này miền replicate, miền ấy chén cứ vía replicate trên tám địch này. Cứ vía mà store nâu tổng ọt này. Bà chúng bong số thá ca implementation là Azure Site Recovery này mình men ca implement chứ cơ hai thá active thì cứ active passive để xa vi replicate the store chứng là không nâng bong ai bong mơ để xa vi replicate chứng on go in phải dưỡng là khẳng này bong mơ là khẳng đàm này on go in để xa ấy thì mỗi dân thuở cái thá VPN gateway site to site Azure Processing Server đã tua chỉ heartbeat monitoring miền IP address đã bị active Site Recovery when active hay storage. Đấy sao ấy? Đấy sao vì nệ ta đi storage như thế? Server tầng off về đại vi ra nền ít tí mối. Nếu không server miền ấy đại dịch thông khá là compute. Compute nâng miền CPU, miền RAM hay nâng đi. Và chẳng đại sao đi dương replicate với active vậy. Chẳng miền ấy thả daily và dương đại thư DR replication nâng cứ dương replicate à pram cho nó nâng càng lớn ní. Tại bất sân và dương trong failover thư ca testing ấy cứ anh dương chạp đang turn on PC nâng. Turn on nâng miền này ta CPU, RAM vì chạp đang consume mà. Chẳng chạp đang consume cứ bị trả chạm nâng. Chẳng như miền note mùi nâng cao này computer call per hour zero nè. It is zero during normal operation. Bất sân bà bong admin thư ca power on testing real down ấy mơ thế cứ zero call. Còn một tác bây giờ dùng chạp làm failover, mà sau khi chạp làm chạc nông dạp bê màu của màn tạm đằng chẳng á. Bà, anh ấy cứ failover chẳng cứ via tờ lại vào việc cứ via flexible đài. Bây giờ dùng thư ca test failover ấy, bạn mạch sau khi chạc lối từ lưu là CPU, từ lưu compute, từ lưu storage này. À, storage này cứ via cái chạc này, daily incremental, và via nó cứ via chạc nâng nâng. Bà, chẳng đời xa miên là nâng nâng, anh ấy cứ via dầm khăn là site recovery server. Hay traffic manager này cứ việc tra cập bên nào để sao dương bớt xanh để dương miền different many data center location cứ dương ai miền require để sao nó lừa rồi miền chán là miền monitoring miền ấy alert miền ấy để mày chú ý dương ok now is minimum ok bọn ai miền gì sầm nú bọn ai lực đai rồi có bật được đai với nhóm cháu ok mấy nhóm số Site Recovery Pricing bởi tờ lại phổ biết thì mỗi là Site Recovery Server với kết nông mà server và mán hay nâng kết storage ở vậy đây dòng khăn được nông nâng hay bóng xua bóng xùm nua với kháng đám xua đàn đi failover về là compute phổ biết bây là failover vì ạc kết lùi đấy tại outbound data transfer nó cứ dừng failback bây là bóng restore vì Azure Storage mà châu là Physical Server phải dừng với nhà nước Microsoft thì chạy lôi nước lại nước này kìa thả outbound data transfer hay tờ lại phá viết bằng ai testing ban 30 ngày đủ vốn cứ 3 mặt 2 đủ vốn cứ free hay tờ lại Azure Site Recovery Server mỗi tay mà PayPram đô la đây anh ấy recover tới Azure anh ấy recover failback màu on-prem phải dừng mình tờ lại phá viết đọc vào mỗi đô la mà PayPram đô la bản ấy cứ tờ lại kìa thả per VM per instant chẳng bọn mình VM đọc dùng phải phạm cùng đọc tới mình VM phí dùng phải phạm cùng phí đó 20 đô la ok bà này vì data center ra xua là data center dương nâu nà chẳng cứ Azure data center nâng miền hốt đó là cứ miền bạch cho bọn nâng cứ học sắp vào mỗi region hay cứ gần nào đọc bì new region tiết nâng nâng
Bà hay nông mà region nó cứ chẳng hỏi nó đôi nơi này chẳng chẳng region nơi là gì Pacific dương này cứ mà region cứ miền miền bay hào vậy cái hai nơi A nơi B hay nông nơi C chẳng nông mà region nó cứ redundancy bay location hay redundancy clustering chẳng dương ắt bảo rộng thật data và dương down rồi gọi việc bắt tên là thế chẳng bây giờ bắt vì nó cứ dương ai replicate thì tiết nhóm sâu bằng là thư replication rồi có thư DR từ khăn nhóm ở trong data và nhóm store nơi răng ở phố nhóm trong the store nữa ná nè nè các bạn này từ đó Europe, từ đó Mexico, từ đó là Paraguay ấy cứ nhóm ai thư ca data và nhóm the store nữa các bạn ok và vì resource anh ấy đã sang nông slide bằng ai vô tới vì price calculation hay bằng số tháng mình network planner này capacity network planner và chúng nó nói là capacity planner nó bằng ai sầm khá là sầm đẹp cái này vì workload từ lâu vì về physical được gọi virtual được gọi hyper vì phải dừng hay deployment guide của miền configuration tutorial này của miền hay mỗi tiết ok đại sao cả backup phải dừng cứ miền cái là DR replication những cứ về support thì mỗi đơn cái là này reverbed này sầm đẹp với van optimization và dừng miền van optimization cứ về sale optimize là hầu tập đó chặt sập hết rồi ở chất sắp buồn phía rồi bà ok anh ấy còn là chia kia ta bring back home thế ok chẳng cho tới demo và đòi tới lực mong tí vào nó ai chạm tí phải chia mà phê tí tiết chẳng bong miên sửng nô ấy à tế nơi không nít một đường nhầm cho tới demo we have to share slide back một nhầm share bong bơ sân bong miên sầm nua bong ai raise hand rư co drop nơ trong comment đi mọ ba hay ai ai bong nhum sô ấy ok ở miên tế nhum tách tọ từ trong bong khơ skin nhum đó ok chẳng nhầm châu từ nơi lơ Azure tìm mũi tiết tương chìm mũi nâng Azure pricing trong sâu bóng tiết tương chìm mũi nâng calculation trong đăng bí tờ lại vì ấy cứ nơi khổng nít miền tương ọc bà hơi mũi tiết cứ ní cứ Azure backup pricing tờ lại chạp bí vào màn tư vào màn bóng ai châu một khổng nít tạm bất search nhớ lơ internet tớ lươn này sợi tớ cứ miền tờ lại vào viên hay instant dương tú chiên hà sập chi tớ cứ tờ lại vào viên vào màn pram đô la thì nông mà storage đây vì cần zoom hay lược bị nâng tới cứ miễn còn đọc là còn tam nâng dân tới lược bị ảm ở chi lưỡi chân tới bà ok hay prai ca cái tới thì tiết chạm nhầm số bong tam cả chạm nhầm số rừng nhầm số hỏi chẳng nơi không nâng nhầm trong số dùn bóng tệ tương chứ mùi nâng là dùa prai ca cái tờ mùi tiết ta chọn đăng thả ca implement đi à phải dân nâng ta khó về cô đã ở màn hơi thở ca implement sẽ khá nâng 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 chẳng chẳng tính bong cho từ price calculator ba anh em sâu chúng bong tí tí chẳng bong từ play của này và thèm đó nè rồi có search link Azure price calculator đó viên đường màu viên đường display màu hay anh ấy cứ chỉ estimation cost nè không nè dùng á ok chẳng phải cả cái letter nóng ní bóng cận mơ thay cho móc nóng vị trả lắm nè nóng menu nóng ấy nên dừng ai research vì hai nước lại nó cứ dừng search hai dừng thử đăng đá thả đảm bày implement lấy đôi chiều virtual machine mua cho thật cả story account chẳng nhầm dây bị DR thân ok chẳng nơi khăn nông DR tí mũi tệ tương ấy kì size recovery size recovery chẳng vay là size recovery chứ trên size recovery màu chẳng dừng chọn máu hay dừng chọn máu nó gặp làm ní add nông size recovery nông region ta region mỗi nà nhóm region bởi dưỡng là gì Pacific nó Southeast Asia ok hay bởi tỏa mỗi instant là nhóm dễ đọc vào mỗi đô la hay pram đô la mà nhóm cứ nâng lại này bóng mơ khơi nhé nha bởi nhà khơi nhé ok chẳng bóng khơi nhé bởi xanh dưới nhóm failback instant instant bởi dưỡng failback mà lơ physical local bởi dưỡng vĩnh ông bà thay dưỡng miền pram instant hay giờ xem nhóm ở trong instant failback mà local là nhóm fail từ Azure vào đó run VM lừa Azure chỉ data redundancy vào đó chứ nhóm miền pram VM nè
lại với những bạn này tám ở tầm phải làm thế tại là nó đang viết thử ca ấy kì thử ca compute thử ca storage thử ca vị ấm mùi để nhầm rằng chẳng thì nó virtual machine nhưng đã virtual machine chứ và chẳng được nông virtual machine ta bên này nhầm thử ca replicate năng đây nhầm dạy việc bánh miền RAM miền CPU hay là miền địch vào việc slow này bà hay nó không năng đảm bay ban vi âm hay đại dương ai thơ cái này chân ban nên miền VPN gateway đảm bay dương thơ cái là sai từ sai nè dương anh chạm bay inverter lửa firewall chủ thì thế cái dương select nó VPN gateway này tải mình tải mà khai phải chia ở đó 30 đô la phòng chắc là không VPN gateway đại dương ai vô chia đại sao by default cứ việc support lỗ đó là PoE 50 meg basic phổ biến tại bộ bong trong ban support lên năng tiên trong bản advanced public IP ấy và to thì cứ dùng ai select your VPN gateway 123 nó cứ về support load đó rob bandwidth phải dùng rob rob gigabyte và nên nó dùng ai select ban không nào tại chắc nhầm do đặc biệt dịch tới hai hour để dùng run kết mới nó mặc hai dùng run bumper rồi sản sống máu ta lại vào viết tung thật bản này hay về support side to side nó cứ bản đọc side to side hay nâng point to side nó bản load đó pi rồi mà rồi mà pay bằng bay tunnel đã bị include nó không free nâng và okay. Chẳng hay bắt đầu mất cái dương miền vị ấm đây nhầm sâu chun bong mảnh nắng cứ ni yeah. Vị ấm này thân á storage account viết luôn mà slow tích lấy cầm oi khát bế nhầm tư backup ở đâu tức phải duyên cầm oi khát màu bong chả ơn tưởng ở khả niệm chăm nhầm sâu bong trong màu ná. Okay. Ngày nắng việt thử bạp tao thế tao chắc nhầm từ từ portal này như vậy từ portal.azure.com hay để sang nhầm miền credit life phải dừng chắc là số bị số đại và xin bây giờ miền credit limit ấy cả nào đã bị off limit cứ bị disable system và dừng cứ bị off đại thì bà chắc cứ dừng châu mà nhầm châu mà từ azure hay nhầm châu mà từ home của nhóm này cứ strategy resource để nhóm run từ Azure nè. Chẳng đảm bay ban Azure backup đảm bay ban này cứ dùng miền backup item và dùng cho từ backup. Tại khi miền backup ấy nó không đăng khai. Ok. Ok. Chẳng nhóm miền Azure backup nhóm miền backup VM nó không này. Chẳng nhóm mơ đây sang nhóm backup. Ba. Nhi chia mà xin thôi nhầm tới đại nhầm backup VM cho mà nhầm châu từ bông khẳng đá màu vĩnh. Ok chân nơi không nâng dương ai châu từ đầm bay backup bán viên thật ca kia tha sai recovery service wall rồi có storage một nâng backup bán chân đại sao storage kia dương bàn create hỏi ấy nâng nâng dùa sai recovery demo ní rồi gửi dương ai bắt cao thamấy đã tha recover service wall đảm bảo dân ai thư ca backup bàn chân dân create recover service wall hỏi và chân nên không recover service wall đi máu về đây dân create vì mình chả nói đây nhóm bàn create màu bị môn chân đời sao nhóm create nó không đi và vừa ở tới dân ai create bật hàm từ hai quay đây nó không nâng cư đời sao vì chia virtualization tầng off cư dân thử tại understand p resource group p location này server phần nhóm nhóm brand ở Southeast Asia nên location hồi sai recovery này nhầm mấy này nhầm thừa tay từ recover nào từ số nào chụp bòn bà chẳng phải là nhầm ban là không sai recovery này máu hay bắt đầu máu nhầm mơ là overview và sẵn bây nhầm trong thực cả backup trong là không recovery vốn chứ một lại backup chẳng là không backup phải nhầm đi để sao nhầm miền backup server và nhầm bị bay server nó không nắng đây nhầm ban backup này chẳng nhầm backup ấy thì hay nhầm đốt đi là dân backup này cứ mà phải mỗi GB để nhầm bàn backup tờ chẳng nhầm số là backup ấy kì khác là không nắng nhầm chọn nó à backup nó cứ backup với nhầm mà nhỉ à backup ở đây nhầm phở à backup agent là bị backup tờ này nhầm backup local bây giờ thế bà nơi không nắng nhầm miền Azure backup virtual machine nhầm backup VM hay nhầm backup kia là backup agent backup file chẳng nhầm chọn từ mới là file chẳng nhầm backup này mà xin nhầm nơi tiền thế anh ấy cứ mà xin nơi office
chứng successful mau schedule lấy backup nâng mau vấn đề chứng bây giờ mình thử đảm bảo thời tiết viên nghìn backup nồng nặng tiền hãy xua ra backup ấy kia miền snapshot man version và man hãy để sang những backup nhưng tốt tại cái one man retention period chứng viên nghìn sáu trăm ngày được lại như đại chứng ai mà monitor lại nâng rứa có dựng ai monitor nâng lỡ backup này bà hãy cài restore và viên vĩnh cứ scroll mình tên cứ còn là nâng mau system Azure backup ở dưới nhưng chạy recover data vì ai đang recover hay bắt đầu mất cái recover to the server rồi another server cái the server chỉ individual file và chẳng nơi cái này cứ dùng select volume để sang những backup trên bị drive C và sang những backup trên bị location thì cứ ai rollback backup versioning để dùng phần nhóm bằng ngày nè chẳng nhóm ai restore từ ngày nào các bạn này về để dùng chạm làm backup cứ vì mount giữa data restore lại nhau dùng màu tạm đó hay dùng ai recover chẳng ai copy về bạn em mình tên ok đó chứng nhầm từ cái này nhà số backup hay mối tiết nhầm backup virtual machine là đấy mình bên này ta nhầm backup VM chứng là không nhầm VM PNP Windows rồi mối này cứ resource group Windows 10 path path successful backup chứng đại sao đi nơi không nhầm bây giờ nhầm châu màu lại đi vĩnh sấn ní chia virtual machine bởi nhóm Windows 10 chứng virtual machine với nhóm cứ on này cứ việc power on và nơi cái này cứ stator và viết cứ running thấy chưa thấy chưa chọn chọn giống việc chọn từ và stator và viết cứ running này stator cứ viết running hay viết thời gian đấy viết miền public IP CPU compute permanent a permanent network IP address private IP size size này dùng ai increase ấy bàn được ở nhé RAM dùng ai increase từ thông dùng nâng CPU từ thông dùng nâng đi từ thông dùng nâng high replication này cái này này tầm khán bằng mớ availability zone cứ đại sa nhóm thứ scale set ở phía replicate từ xăm về từ zone này dùng bọn ok chẳng nhóm mau cái này nâng vĩnh nhóm châu từ hai viên miền auto này auto shutdown auto start ấy cứ miền nóng nâng bàn được chẳng nhóm mau cái này recover data chứng recovery chứng nâng recovery đi bằng mơ nè nơi không đấy cứ nhầm protect VM môi nâng mạnh nâng cứ no issue việc backup ngày đấy cứ ngày last failover test để sao nhầm thử test sao mạnh mũi ok chứng ngày đấy cứ miền mạo vào việc recovery point object và recovery point vào việc cứ viên lên latency lên vào việc tại bằng per second thì ok nhé chúng bản thân và nhóm restore vi âm năng màu vĩnh data hoặc nhóm bấm per giờ gõ môn tám miên bấm per giờ gõ tám nhóm lock data phần nào rồi có user phải dùng field thay vì interrupt bấm per giờ gõ cứ vi lươn mình tên nè chúng vi miên recovery point phải vì hay dùng ai mở lock nhưng ai mở ai miên issue ấy đại việc cả lớn ok nick data phải dùng đại việc replicate từ zone này mở lớn nick vi âm phải nhóm là gì hay việc replicate từ zone Japan virtual machine nhóm nick đại sao vi miên cái đi replication chúng mình đang xài recovery cái nhé, được lại này miền Southeast Asia, miền Japan, ok, hay mũi tiết lại option này cái này, nơi càng lớn này failover, để bong phala có xu thà nhóm ai fail fail back mà lỡ physical server phải dừng vĩnh, hay mũi tiết cứ failover, fail test, test failover, chứng test failover này miền này là nhóm run nó không environment mũi cứ isolation, chứng trong thực test việc đó bây giờ chúng ta đang test failover, ok, nhóm test là from zone Southeast Asia, nhóm failover là sao pi nơi Japan, hay nhóm size recovery the lowest recovery point, chẳng à, upper sẽ còn mạnh nhất nữa, rồi còn nhóm do là đại ví dụ chẳng kê mà màu môn tăng vì màu đậm môi, tăng vì màu đậm môi đậm bay này ti, và chỉ mà này ti môn, rồi còn tăng vì bật màu đậm bảy máu, nhóm ai rồi còn ai nhóm ai custom bản chúng thòm đá recovery tại phải nó cứ bị out interrupt tới lúc đặt sân thì tại sao việc converter chỉ isolation mode ok chứ nhưng mà chậm nào ok nhưng mà select virtual network lại nick bây giờ test tới cứ viên này azure side recovery virtual test tại sao việc test tới việc bắt chia virtual network mua ở dương cái này tự bàn cứ bị out interrupt bị out passport chỉ muốn đặt sân vào dương này chứ bên này đặt sân có đá anh ấy có đá tái nó không isolation zone mỗi dương ai test bàn ok test lươn pết bóng miền bóng miền sầm núa miền sầm ngon rồi có sao màu dương về làm tích tiết đó không
Okay, chẳng bong I keep monitoring nơi lại này starting test failover. Bây là vì chập đam running test complete. Cứ dừng ai tầm mơ VM machine, virtual machine bây giờ nâng dừng ai tầm play around test tầm VM bây giờ bàn. Okay, hả lời đời xa bây giờ nâng nhầm bạc tầm này tỷ sân. Bạc tầm home hay nhầm miền window máy nhọt bàn thuơ ca bạc áp rồi có replicate đại bong mơ mối. Nhầm miền window server mối tiết nơi khăn nâng ảnh ý window server people mà pay pi. Và virtual machine bên nhóm anh ấy thay máy ở toàn backup ở toàn miền bắc tây ấy từng ở hỏi bằng mở tao phép khó khăn về nơi cái này nè chương virtual machine standard phải dương cứ nhóm đã ram tích tích đấy đời xa resource phải dương bị chạy lui chờ này cả nè dương đã resource chưa nè chương miền public ip dương ai remote từ tam via remote tam ik remote từ tam odp ssh được gọi bastion tam web bộ ssh bộ cho mỗi odp vì trên những app bastion này chương này là web vô tại mức chúng Windows version kernel và nhóm những cái Windows 2012 data center trong này và hai availability zone này mình cứ nhận miền đấy availability zone này scale set cứ nhận miền để đời sáng nhóm ở bán thứ DR replication từ nè và nó không nắng chúng nhóm mà chạm bạch cần là dạy bóng mơ tế nhóm từ thư viết này đào tới từ trong từ DR viết nhóm từ disaster recovery vì ở mỗi nâng Windows Server bị bọn phải biến nhằm chọn replicator zone other country rồi có other region chẳng nói bằng miền này cứ nhìn đời xa sắp ngày nơi nơi hàng đám này cứ nơi 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 là gì và dưỡng ta target phải dưỡng chọn từ nào target phải dưỡng nhằm chọn target từ mở từ bất tiết nơi ngày đi từ Australia từ Korea Norway và ở thầm nội bà chẳng cứ dương sẽ lệch ba nó không nâng hơi từ lại phổ biến này tay fail over mấy đa này tay máu cứ dương à tình tiết tâm mưa không nâng bàn tay nhóm sâu bò này sân ok chẳng bây là dương chập làm thơ với miền sai miền region miền start replicate ok chẳng nhóm chập làm start the replicate đổi tới hay vì nâng chấp làm thơ ca bật tách ở vị âm ấy nâng ao dương này trong bài đại dương trong thơ testing failover được cái này vì confirm dương sân ok và p vì dương confirm dương sân hay dương start replicate bắt đầu tới và anh ấy vị âm mà nâng cứ dương chấp làm start replicate p đại vì replicate chấp cứ dương miền chấp này này nâng lại này ok chẳng đại sao anh ấy vì còn phong tại replicate nhưng back từ này vì submit deployment vì ấy nhưng chuẩn chúng ở việc thực hành thị sân ở việc backup đó chúng nhóm mơ cái lại đại nhóm home vĩnh tại sao nhóm thưa viết nó không nông chúng nhóm all resource nâng all resource nó mang về show tầng off p resource để dùng cần zoom đang vào màn nâng cứ viết nó không nông tầng off nhưng xuôi mơ và chúng bằng mơ mánh nó không vì âm vào dưỡng miền này phần đồng pinh window mà rồi mùi chẳng nơi khăn ông ấy vì miền là nâng đổi kênh đá chứ vật xuống mà xin bằng mơ vật xuống mà xin cơ nhận đi việc đã dồn chụp bạc chụp hèn đấy này bà chụp hèn chẳng bằng mơ lại nông tài này thì mình đã tài chẳng phải là nhóm thua ca tài failover mình cứ miền vị âm miền ấy nâng máu đổi kênh hay chẳng nói ấy để bằng mơ nông lịch mơ ọt khởi đại vì chụp lại nè khăn ông chứng by default đời sao viết tài máu recover rồi có private IP vì miền private IP vào viết hay miền public IP ở viết cứ bị auto là sáng public IP màu thì đời sao dương testing nè tại private IP vào viết cứ miền này server miền vì âm nóng chung mỗi đôi được này đúng không application được không nóng miền tầng ở chứng dương tư được không virtual network là mấy dương ai test việc bán và test web ban cứ miền kê thờ ca sáng chia public IP version hồi mùi tiết mình inbound port firewall rule ấy phá viên cứ viên nó block cháu này vì mình sạch chủ thi dân chóng bật bạc bí dồn na bí dồn này bà nó khăn ông network connection nó khăn ông interface cứ dương ai assign public IP ở vì hỏi dương remote time ODP tới public IP tới châu lại tại sao phần nhóm admin thử site to site VPN connection bọn mình chia dùm nú bọn ai raise hand được rồi ok bọn sọc khón could back up from different platform into Azure yes đây nhóm sâu bọn nơi slide thẳng đáp nước màu màu vì
AWS, pi Google, pi Alibaba, pi na các bạn ấy, pi VMware, pi Hyper-V, rồi có pi Azure thì bây giờ nó có bạn này, bây giờ này các bạn cũng được từng nào. Support from on premise VM just support only VM to Azure. Tăng áp bằng nâng slide để nhắm sâu chun bằng hàng đào mình nâng cứ vì nên không nịch tăng áp. Chẳng mình này là bật tay chân thơ revocation nâng cứ vì support tăng áp bằng này Windows, Linux, Linux support tăng version man Linux Oracle ấy vì support tăng áp bằng chẳng tăng vì VMware, Physical, AWS, Google Cloud, vì Azure, tờ Azure nó cứ bị support tất cả nó không nâng. Không biết xin lỗi trên tiết, để chị ở hỏi. Ok, chẳng nhầm tờ bình sẵn. Ok, chẳng đọc vậy nhầm màu, cái này mình cứ public IP, lấy này on mình cứ dương thử, à xa anh public IP, ai biết, dương màu con IP configuration sẵn. Vì ứng, dương kết mới thay, vì ứng, smoke smile tích cầu bản tay, anh ấy cả testing và dương lớn à, ở đôi nó real environment production và bong DA trong thứ testing mà đong thử sắp down thử bắt thử plan ngay được cái ở thứ ca ấy vậy, anh ấy cứ trong test màu ná bạn màu nè trong test pin ná pin nè, chẳng mà mơ lại IP bây giờ này cứ dương assign IP aviation enable associate này, tại sao vì miền này thế dương enable associate cho một public IP và bia, chẳng dương ban create new assign public IP, ok IP DR chẳng thể chẳng phạm IP DR nhưng ok mà cứ việc sáng IP bây là sáng IP hỏi cứ dân IT remote server nâng tam dạng public IP nâng remote desktop tam dạng public IP nâng cứ server và dân testing play around này mà còn play từ trong lục trong và time trong và thoi ấy từng ngọt bạc anh nâng về đại dân thưa ca chẳng đời xa vì phong tài associate tích à chẳng như mà mơ revocation enable one VM mình cứ enable revocation bằng running public IP cái new public IP cái thôi chẳng notification bằng mà mơ lại này enable revocation and save with is good chẳng như mà mơ setting version thế nhé ba chẳng vì phép ở dương test failover p activity đối lock và chẳng á size recovery job lock chúng association replication in the progress replication phải buôn máu nó không này và về đại vi replicate à VM mà anh chấp nhưng ai tâm mơ về bà này nhưng ai tâm mơ cho nó không Windows Server Python mà phải pi nhưng cho một nó không resource vào việc vì mình là resource máu cứ available zone và những viên display được lại này nhưng ta không xa tiết sẵn vì toàn chọc đấy cứ bên đầu đi lại bà chẳng nơi khả năng nâng cư miền phỉ tí mối vì âm bánh nâng cư kia ta thua DR revocation à môi tiết nâng nhóm backup vì âm nâng tầng mũ là tiệt bản backup tầng mũ mình này thắc nhóm ai restore nhóm ai restore data khả năng nâng của bán nhóm ai restore vì âm tầng mũ của bán này ok chẳng đại sao đi nơi khả năng daily backup policy thì nhóm bán create chia policy mối là daily backup hay backup cho khả năng vault khả năng recovery service vault từ mùi nào dân tới mình ấy cứ nhóm protect vì âm năng tầng mùi chẳng đây nhóm thay dân tìm mối dân mình DR dân mình redundancy clustering mạch đó có thể cá backup đài chẳng dân ai thở cá backup từ khả năng recovery này bóng môi mình dùng mùa select different zone location will charge the same price ô bong nãy ngay từ lại ní pha bóng cứ tại sao zone nơi gì và chứng cứ thu chứng kỳ ai nơi rob ai nơi thay chiên chứng về different zone different price từ lại ở đôi khi này bong từ lại nơi gì tại vì chớ nó sẽ khó khăn mà này cả xe này về lại này về lại bong chậm đang máu nhưng từ pricing calculator bong mơ thì chớ chứng nhưng từ vật chua mà xin muối anh ấy ngày đang thử tục nhóm mà đang chạy lột chẳng nhầm sâu chúng bong lại những đôi lại những region p để dân chập nam sẽ lại từ region nào mũi ông má thà từ lại phổ biến mà rồi chí từ lại mà pay được là này đôi khi nữa là không Southeast Asia chẳng bớt sân này nhầm từ do Canada vậy mà
lại vào viên máy phải pro lắm tam vi âm tam bậc hết vi vòng vì là này được vệ sinh nhằm từ central US từ lại vào viết đồng bày được là cái nhé từ lại vào viết kho thực nghiệp tịch tù gì different location còn bản tác quân sống bắt này ca thuở à sai recovery có backup này cứ mình này thay dưỡng ai recover pena của bạn đấy thì anh fail over được có fail back chẳng từ ok on đi chọc à healthy chẳng năng server và dưỡng cứ healthy last recovery point và dưỡng việc hẹp tiền configuration no issue agent agent với dưỡng healthy failover nâng nóng này hay bật tỏa bị failover mới dưỡng ảnh mơ enable protection nên phá viết nóng nâng bật tỏa tiện nâng nóng này vì mình chẳng nhầm tờ là vì ảm môn hùng vĩnh đảm bảo cho dưỡng mơ xuống mơ bà mánh mánh phải nhầm chọc bài tay nhầm tại sao nhầm tờ do Windows mỗi này vĩnh về vì mình report ở vào mở Windows 7 nè test recovery mấy machine mấy những cái miền này dừng ai tầm mở test bàn cái nhé dừng ai login remote desktop tầm mở application mở data nó mình chẳng cái này ta pe là job đang recover job testing job ta dừng thử mạch ok ta tiếp vào xong màn tách đi đây sao ta lại tầm khăn tầm khăn ok chẳng disaster recovery pe là dừng job đang test cứ compute storage phá viết viên năng xí nơi cái này nơi nhóm prap mảnh năng cứ bây giờ dưỡng chạp đang testing cứ viên năng Microsoft viên năng charge dưỡng charge này power on này chẳng power on này cứ viên charge CPU RAM resource viên năng chạp đang charge từ lượng năng tại vừa ở thế mình này đâu cứ viên ở charge năng tế hỏi năng ngay để thay dưỡng kề bà chẳng bây giờ dưỡng test job với xua này clean cái này clean test failover clean up test failover chắc bây giờ test job ấy job ấy dừng ai clean bàn và tôi bị clean mới dừng ai disable replication trong stop backup trong ấy nè cái nhé cái này nó bây giờ clean này data và bây giờ zone na dừng ai clean ta dừng test job cho clean bởi đó rồi đấy chẳng nói không đấy đây sao bây giờ dừng test hay cái nào để dừng ai clean về tế dừng ai stop về tế mày sau khi chạy lôi để dừng turn on hồn đây nhóm kẹn như là turn on dạ bê pi mong bay mong bốn mong được có mặt ngày happy chẳng tới dừng ảnh note phải viên đi đến test lấy ní test is complete delete test failover virtual machine là mấy cái máy kia chạy lùi dừng tiền chẳng delete vì chào là mình tới okay. Dù là vì đôi phải dừng phơ dừng admin cái lãnh test này nó lừa dù đấy cứ dừng ảnh test ban play around ban em hay provision vì âm môi môi nó cứ lươn màn tên đôi Windows Server people on pay phí về đó bóng ai thở ca order thở ca pay hardware nhóm chọn tại giờ pe lại chia pi nửa tí nhưng ban Windows Server pi pon mà pay pi còn test around play around bạn chẳng được không là dù nó cứ việc flexible lấy ví dụ mình tên hay pe là dương chọn chốt chọn đi cần đặt phao viết cứ dương stop từ ba cứ dương stop biết từ hay chẳng mở state phao viết bị âm nâng đại việt anh nâng màu ông phần ná chừng ở chắc là không diagnostic book diagnostic chẳng mà mở state thơ phao viết bị âm nâng việt anh nhóm mặt chờ remote desktop chỗ slow ok đây sao dương chất off mount đây hỏi hay được xin gì bọn ai chui fill up nên ông questionnaire form tới nhằm ai rang one on one cho mỗi đường session từ cầm hôn bóng đồng bay demo đồng bay show be real case real scenario mỗi của bạn đây bà để sao này là biển slow tích chứng OS bọn số bọn một thì lớn OS DB require license anh đang ở đây bằng tại sao vi replicate càng nghe vi cứ vi replicate vi ở require thế nơi cái loại này đây như vậy mà này cứ càng nghe vi cứ replicate cái loại này chẳng ao ấy tại license hoặc bằng nơi non primary này bằng miền license OS được gọi database bằng miền license này cứ Azure này cứ vi replicate vi mình men tới chứ install one side hỏi hay dân thư dân thư all way on clustering ấy cứ dân replicate đi nâng tầng mồ đi ní đi vì âm nơi lại ní replicate đó dân store nâng nịch mòn chẳng á nha hay đập bê restore hay bà xanh bà ní vì failover rồi dân testing cho tập power on chẳng đại đập bê OS application data ấy tầng on cứ nâng nâng đại sao dân replicate vì chị đi tờ hài hài hay môi tiết bong công dự lắm tham môi tiết dân thư cái là active active DC active active nâng miền này thay dân đổi lại này dân domain controller 1 hay lại này domain controller 2 chẳng là nâng dạng thư active active dân răn tầng PA thật cả license này
run đằng pì đối với thư DI chứ run đằng pì tại anh ấy verificate store chỉ active passive đại bác hơn chẳng đại được cái này và xin là bọn mình đại bác pì khả năng thư always on clustering ngay tới cứ active cứ bị chạy mày sau khỏi chạy lại xin còn thử miền tại xin verificate ní ở trạm bạc gì verificate đã đi tới này mấy nhà Windows Server này cứ mau cái này cái này bà chẳng nhầm từ clean up job cho vòng môi tiết cái này trả nó vòng nó không để sao về lý dân clay chẳng chăm dân ai rèn bong ai bình questionnaire tới dân ai rèn one on one mỗi trong hôn bong toàn mùi mùi hay từ lại phải biết thu thì đây nhóm ca cái lệ ai bọn ai tập hợp số calculator tương tự chẳng hạn lại đi mấy nhóm cứ dùng clean up hỏi cái này là nó lại này là clean up hỏi cứ bị off việc bật chào lại này hay cái nhé việc bật chào lại này hơi bị sân là dùng cái thao ok nhóm stop revocation nhóm disable revocation tới viên stop viên delete everything chào là store nào nó là ngay hay dùng ai test ok test failover nhớ cho nó lơ failover anh ấy cứ real production chúng failover mình này tha production down hay ấy rồi còn production năng việc down smooth việc xuống việc corrupt chúng dừng ai failover mùi chúng cái này việc thử tái confirm shut down machine before beginning failover chúng bớt sân dịp server phải dừng việc off việc on cứ thử là shut down sân với dẫn tới cứ việc fail việc off từ thì chúng việc make sure thả mà sân muốn năng việc off hay việc down hay việc over vậy hay dừng ai recover load latest av tạm năng bàn ok nhé cứ for ai à primary nơi DC phải dùng nó cứ việc shut down bởi việc code thấy việc toàn code việc mình này là việc code tại application thì OS bên nữ chẳng dừng ai shut down OS tới anh ấy dừng restore back application này cho biết là nữ ok chẳng dừng ai for việc từ bình chẳng bạn chẳng vì mình option failover hay nắng test fail non isolation mode chẳng có không ok ok đôi chia ở hai bóng mình ở thế cứ nấu trà này xin được bóng mình dùm nụ ếp xế bóng ai drop chia dùm nụ màu if server data center was down also user can access to data Azure yes bóng nấu khả năng này mình nâng cứ cái này ní dùm từ Azure site recovery nấu cái này ní dùm nụ bóng sử vụt dương miền kia là VPN gateway, đại VPN gateway nâng data center go down everything cứ đại trong hồn nâng cứ lương trẻ ở ủ tế ho dương giảm mạnh chẳng là khả năng cứ dương isolate zone cứ dương miền kia là side to side ở tầm miền user đại ai còn xe phí xăm VM một bán kia ra nâng đọc tunnel hay nâng point to side ní point to side nâng cứ ai access tư Azure data center tờ access tư application access tư data ban thoa mặt đà việc đáo long cắt data center và dự bạc bằng solution miền tầng ốc bằng hay chẳng ban mô sức chủ thi và thay multi factor authentication này tiết cư miền tầng ốc ok bóng quốc xuống tăng lưu thì bóng phá lá bóng quốc xuống tha dừng admin account nữa testing free vì on premise for backup và nó tùm lưu nữ càng lưu bóng phá lá. Okay. Can we have account free for testing from on-premise for backup? Yeah, but I know Azure mean kind of free much nam mean Azure free nung. Net try for free. Chẳng đợi xa tìm mối bằng đăng xe bay vì country of usage rồi có eligible nung vì nông zone dọc máy vì admin được nông system. Chẳng bọn ai create account bán tại dương ai đã register sở location somewhere nơi Việt Nam, nơi Thái, Singapore, rồi có other region chẳng tờ. Và hai mối tiết đại sao bây giờ dương thư ca tè free nâng cư đại sao bây free tại $250 nông credit vào viết á. Nị start free, $200 dù credit. Tại bây giờ dương create free tới viết thử ca ai đã credit card number. Cả nào đại dương phở lược $200, hơi dương ọt bật tế bàn viết chai bật 28 nâng. Chẳng hỏi bạn mày sao có tầm rau ở đặt credit card nông nâng. Chẳng bài xanh ở dương đã tới hay dương set limit hay chọc pi rối cứ bị chọc. Đôi phần nhóm dẫn account bằng nhóm này, home, nhóm tới dashboard, phần nhóm này cứ miễn tả. Nói sao credit phần nhóm cứ học $100. Chẳng nhóm ai monitor credit phần nhóm. Forecast we increase tới phần này, credit remaining nhóm sau phần này học $70. Nhưng ai từng mơ monitor phí credit phần dương, credit start phần dương này. Chẳng
ca resource tổng hợp dương ai mà mơ bị tài lại vậy nên bạn anh mỗi nát đại việt si bị charge khăn dương kề nè bạn hỏi bằng bên ai viên xin hô bị bong support có số thẻ license subscription costing bill counting by VM or signing of data store nơi lừa dối với cái tờ data storage thì chứng nơi lừa lại storage vault mà những cứ dùng khăn bà nơi khăn này cứ tệ tương chiều mùi nâng vault chứng bê lại bong chọc nam thơ lấy nhầm này recovery vault rồi có storage các nhầm cái tờ storage tờ lại price calculator rồi đó sửa lừa dối với cái tờ storage là như dùng khăn bà chúng bây về replicate storage hay bây là bằng power on mà về cái tờ compute tiền chúng storage nhưng mà sẽ lại do chip on do ai chẳng tới block block này để ra bằng thử đăng đại đi từ do này được file phải dùng file storage được file storage bây replicate bây server ai phải dùng từ lại phải biết thử của màn nè cứ cái tờ storage học sắp được là này hay một tiết thử cả miễn snapshot miễn ai up thường ai recover ai mà vĩnh bàn dùng từ hay mau thì lại ní ế mà dù file xin này bóng thơ thơ DFS chỉ môi nâng 2DFS server ấy à lời nâng dưỡng DFS chỉ môi nâng any server in the world của bạn này chẳng ở mà thật dưỡng bên region nâu bật tiếp xây nâng dưỡng bạch thơ vi bản tra relationship bạch ấy đúng không cứ dưỡng bên là dù file xin này dưỡng gần này tới one subscription dưỡng ai thơ 3 server thơ DFS mỗi cái nếp bản member đời xa dù à dù chỉ data centralized storage point connection pointer cứ em mình tên hay server nào đó đó nó data cái store là Azure One copy hào vậy anh đang kể hai ta Azure file xin em solution đang hay nhóm cái ta in the future anh đang cứ nâng replace file server dương đi phải cứ replace chào thằng ạ bà bông ok chân quý tiết bông thì bông với xá có thu ta can you list down what we need if you want to set up the Azure backup ok nơi khăn này, nóng slide miễn chẳng đảm bây ban là dù backup nâng cư bập bắn đi vòng thật ca dù backup dù sai được khảo dù backup rồi có sai được khảo gì bởi backup đi bởi dù backup thật ca là storage mua đi vòng chọc bọn backup bọn mình là storage và ốc mà là plan backup mà rối tê chẳng bọn tình storage ta mà rối tê mà cứ chọc hoặc bàn hoặc chẳng bạch mình ấy thật ngọt lược lên là bong trong backup over side to side VPN đồng bay ở more secure to nail ấy là nó bong implement side to side VPN tiệt tại bong ai backup over internet bàn ở trong mạch bằng ha thực hành thế hay bớt sân chỉ solution DR replication side recovery vẫn cứ miền bập bênh này thì mỗi miền là miền storage side recovery server miền public IP address anh ấy miền processing server nhưng anh đặt là lơ local này là local server hay vì bạn gateway là mấy thứ cái này sân sai được sai hay là cái này cứ bị on automatic cứ dương miền VM nó cứ sai từ lơ physical dương rồi còn VM và dương miền CPU 7G RAM 32G hạt đi mà tê chẳng tới cứ dương configure tạm mình và simple lại mọi sao miền ấy chẳng này okay, bong bên xin đồ một cái bong Sarat. May I know the minimum OPO and OTO for Azure backup and recovery? Azure backup we copy side recovery mà những cứ minimum cứ 30 second. Hay để nhóm test toàn mà cho mỗi nâng lại điểm ổn cứ đó là 7 second thì cứ OPO vào việc. Và hai bởi backup vẫn cứ bởi sân bởi dương phở agent backup will support 3 bảy đón khi nông mà tháng ngày mình này tham mà ngày ai bệnh áp bệnh rất bệnh áp thay toán rồi còn là nghiệp bệnh áp bảy đón anh nâng bởi sân này dương bệnh áp mà ế chân này nâng nông ế chân này và nông schedule này thì dương ai schedule bệnh áp bệnh bảy đón anh nít là sao dương phở chia bị ế chân tại bởi dương phở bị đi bị âm tháng cư bị all về schedule the server rồi có integrate cho mình nâng third party và dưỡng aside từ lời dưỡng thì tại by default rồi bỏ và sân này dưỡng phở software backup storage rồi bỏ này mà ông phải biết cứ default là 7 chẳng nhưng mà đặt ông ní nhưng mà đặt ông ní chẳng từ default 7 và phở kia tha software backup agent default built in vào việc ok toàn không
subscription cost by VM site data store. Free. ខ្ញុំមានសំណួរចំនួនខ្លះបងបានឆ្លើយហើយចុះខាងបងមានសំណួរអីបន្ថែមទៀតទេបងបងអាចជួយបំពេញfeedback form បន្តិចមកហើយលោកបងអត់ត្រង់សួរនៅក្នុង chat នេះអញ្ចឹងបងអាចជួយ choose the right option ចឹងហ្នឹងបងតែពុតបងអាចធ្វើអា resource trong số bóng tại sao via support backup p physical này nơi cái này p site recovery yeah. Site recovery thì mỗi via support chỉ virtual machine chỉ nơi VMware hay nơi physical chẳng bởi xin chỉ bây giờ khởi ca run hai bởi vì có vi miền network planner và việc đá lấy nhầm test lưu VMware một chút start replication chẳng nơi nóng nâng vi miền test này download network deployment planner chứng deployment planner nó cứ estimate network bandwidth storage rồi cả other requirement rồi cả server phải bảo nó cứ việc support làm bài thực ca migrator chứng nhầm select với yes I have done nhầm này tiết sẵn và nếu cái này vì configuration server là nhầm phải mạnh mình thực ca configuration server chứng configuration server thì mỗi cứ việc deploy này của OS OVS template đây bây giờ ai đã là VMware guest VM môi tới đảm bảo rằng và tỏa bị rằng máu thì gần dưỡng ai register này download configuration vật dụng xin template máu về đã đạo việc bán nó về install máu cứ việc để thách lẹ mà nó không lấy này tên bắt đầu nha bà cứ việc lẹ mà nó lấy này hay bắt đầu mất dưỡng ai select vật dụng mà xin under vCenter rồi có vSphere host vào bóng bàn này hay và ví có dân đáy hay và ví có dân điện khả đấy lý mấy viêm vẽ này hay và ví chẳng hay và ví có thể prepare đáy mình deployment planner download yes được rồi yes I do it later internet chẳng là này are you using system center virtual machine configuration manager nhưng lại nó mà đưa nó thế chẳng còn sai và chứng chẳng add hay và ví server cho xong này nè và bây giờ chẳng add hay và ví tức cứ mình step được này make sure tại vì support people đọc bì lao miền URL miền proxy hay thở ca miền site recovery registration key vault security key vào viết cứ miền được nông này tầng và chẳng cả implementation mình bảo bạc thế là cái này còn là bóng phiêu thay viên nó lực cloud viên thăm mây tách tại bóng chân này bây tay mà máu cho mỗi viết cứ ai đang family sửa chiên à on prime phải dương phòng của thả bạn bạn ok chẳng sân dịa bọn mình dùm nụ ấy nhưng anh làm sao như tam feedback form tiền ok bọn mình dùm nụ ấy hạt chết đấy bóng dùng anh nơi standby này và hạt chế bị bây nhị tí tiết chung bọn anh raise question bán bong từng ốc này chẳng bong chui provide feedback form phong bong chẳng kháng thêm còn nâng tệ tương tờ bong separately bong how about security when use public IP if someone know username password bong ai ok bong nó slide giùm nó bạn mỗi tiết bong client register Azure account but not about your free credit anh ấy về pẹp bon chỉ mỗi nâng credit bong bạn bong ở đấy chả mời nhầm chai chỉ mỗi Chrome hơn đời xa chứ Microsoft cái miền account Azure Pass nâng vì chỉ voucher code vì ở thử cả credit card là mấy bằng pin bỏ miền nâng tê nâng và mơ bộ nhầm work chỉ mỗi nâng Microsoft cái miền promotion rồi có miền special case thì ao Azure Pass nâng cứ vì sửa mạng tên và IP security này thì mỗi có đăng public IP
quạt đăng bật sân mở quạt đăng thì mỗi dân ai block zone vào quạt bong nơi không nâng server nâng nhóm ai access ban tại pi public IP nơi office nhóm public IP nơi tiệc nhóm ban specific PC specific port block the lơ device the lơ endpoint cứ ban tặng ngọc bong ở trang bạch anh ấy đời sao bị over internet chẳng dân bật tặng ngọc chẳng đảm bay security cứ mà sân nâng ai access ban pi over internet anywhere thì cứ đội miền vì bản connection nhưng cứ dân ba allow port ở việt access ban pi specific IP rank port number chẳng tờ anh nâng cứ security vào việt bạn học con ok bong đã sai dương lương mau hiện trần đá chân ocon bong tầng ocon đi đại bàn trên cho luôn về bên nhà bỏ khả năng sắp lại ngày này ní nhằm sẵn cân tha về bên nhà ngày ní cứ bong find out đã bây giờ trả ơn tiệt tùng cho mỗi nâng data store data backup hay nâng sai recovery chân person thì bong chấp rắm rồi có trong ban tiệt tùng cho mỗi nâng trial set up rồi có trong consultant more anh đang cứ phụ trương a cho provide consultation chun bong bán hay mỗi tiết đá bong tiệt tùng cho mỗi nâng feedback form mà nhắn cứ cho mỗi bong làm với bong ai chui provide tới phụ trương nâng contact tới bong directly ok con chờ bong con bong tận học nia con chan bong con tăng học này là bạn cho room về bên ngày này hay slide presentation của nhóm đồng nghiệp áo hay room tăng record screen đứng đài và hay là trong slide đang miền cái resource mà chỉ nói là all GUI link bằng ai từng mở time nó nâng nâng price calculator pi implementation network planner cứ miền tăng học nó nâng nâng và con